các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 311 mang tên Lý do kết minh. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành nhé. Hãy chia sẻ bởi vì nó hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Ta thích nói chuyện với người thông minh Ít nhất thì Người như các người nghe hiểu ta Đang nói cái gì Ngô miễn liếc nhìn phó khương một cái Sau đó nói tiếp Trên đời này Người có thể sai khiến quảng nhân Không chỉ có vị đại phương sư tử phúc kia Quảng nhân có thể kết minh với người Nhất định có liên quan đến tử phúc Trong khi nói chuyện Ánh mắt ngô miễn Vẫn luôn nhìn chăm chăm vào phó khương Ngồi trước mặt mình Thế vẻ tươi cười trên mặt đối phương Dần dần mất đi Nằm nhân tóc bạc Biết suy đoán của mình không sai Y lại tiếp tục nói Lúc trước đồng thích chân ngươi Lấy giành nghĩa xây dựng lại phái phương sĩ Mà gây chuyện Nhưng bao nhiêu năm qua Gần như chuyện gì người cũng đã làm Chỉ riêng gây dựng lại tông môn Là chưa hề thấy đà động Để ta giúp người tính thử xem Người đã làm những gì rồi Nói đến đây Ngồi bên dừng lại một chút Điền sắc mặt phó khương Đã trở nên có chút khó coi Y dùng thái độ như đang trao phúng đồ ngốc Mà cười một chút rồi nói tiếp <laughs> Người từ địa phủ Lấy đi mấy chục vạn âm binh Ngâm ngầm châm ngòi quan hệ giữa Diêm quân và phán quan giúp đỡ phán quan Tạo phản đoạt vị Còn thuận tiền hóa giải liên minh giữa địa phủ Và yêu sơn Chờ sau khi địa phủ xong êm gió lặng ngươi lại quay sang xây dựng quan hệ với yêu sơn hiện giờ hai giới yêu ma kiềm chế lẫn nhau không ai dám vọng động nói ra thì những chuyện ngươi làm có vài phần giống với những gì từ phúc năm đó từng thực hiện ông ta thì liên kết với yêu sơn đối kháng với địa phủ còn ngươi thì vừa đấm vừa xoa bên nào dục dịch ngóc đầu là ngươi sẽ hợp tác với bên còn lại ra tay chèn ép nếu không phải về sau Người phát điên hại chết mấy chục vạn người ở U Châu Thì cho dù có bắt được người Ta cũng ngại xuống tay hạ sát Nghe Ngô Miễn nói đến đây Trên mặt pho khương lại dần khôi phục vẻ tươi cười Hắn cất tiếng cười khẽ rồi nói Vô gì phải có đến trăm vạn người dân chết vì ôn dịch Hiện giờ có đến hơn phân nửa Vẫn còn sống sót an toàn Như vậy có thể nói là do ta sai không Bẩm dịch một khi phát tán nếu không thể gây ra chết chóc thì sẽ khiến trời cao trách phạt thậm chí có thể dẫn đến một trận đại dịch lớn hơn nữa lời như vậy ta từng nghe qua nếu đúng là thế thì dường như cũng không thể tính là người sai ngô miễn vẫn chăm chú nhìn phó khương tiếp tục nói có điều rốt cuộc thì dân chúng ưu châu vẫn bởi vì ngươi mà chết món nợ này có thể nào cũng phải tính lên đầu của ngươi Phò Khương khép mỉm cười Nói với Ngô Miễn Lạc đề rồi Người đang muốn nói về Đại Phương Sư Quảng Nhân Không phải ôn thần mà nhỉ Ông ta thì có khác gì ôn thần không Ngồi bên đáp một câu Lại tiếp tục nói Lông người ở trong bất quy đồ Gặp được Quảng Nhân Chỉ cần nói với ông ta hết thành những gì người muốn làm Đều là do Đại Phương Sư Tử Phúc Bảy miêu đặt kế Thế là ông ta chỉ có thể nghe theo người Quảng nhân coi từ phúc như thần Sư tôn nói cái gì Ông ta đều sẽ lập tức làm ngay Không chút do dự Người đã tìm ra sơ hở này Dùng từ phúc làm mồi tiến kế Thầy trò Quảng nhân Hòa Sơn Nếu ta nói ta không lừa gạt Quảng nhân thì sao Phò Khương chưa đợi ngô biến nói xong Đã lên tiếng ngắt lời Hắn nhìn về phía ngô miễn cổ quái Cười một tiếng tiếp tục nói Nếu được nói tất cả những gì ta làm Thật sự đều là do Đại Phương Sư Từ Phúc Bảy miêu đặt kế Người có thả ta đi không Ta sẽ mang đầu của người Đến đưa cho ông ta Cảnh cáo ông ta Đừng có lại nảy sinh ý định ấy nữa Ngồi bên liếc nhìn Phó Khương Bằng ánh mắt lạnh như băng Ý nói tiếp Ông ta đã ở lại trên biển Thì cứ lo mặc câu cá của mình đi Chuyện trên đất liền Không bận ông ta nhọc lòng Người đời đều biết quy bất quy Khôn khéo tinh danh Lại có ai biết ngô miễn Cùng cơ trí kém gì cơ chứ Phò Khương cười một chút Tiếp tục nói Không sai Lúc ở trong bất quy đồ Ta đã nói cho Quảng Nhân biết hết thầy Nhưng việc ta muốn làm Một ông ta đừng nhúng tay vào Chỉ việc quan sát hành động của ta là được Nhân năm qua Ta thao túng thế lực của Yêu Sơn và Địa Phủ Quảng Nhân cũng vẫn chưa tin lời ta Trở đến khi ông ta chứng kiến địa phủ Thay đổi diêm quân Yêu Sơn cũng bắt đầu rằng co với địa phủ Quảng nhân mới coi như Thật sự chấp nhận rằng Ta được đại phương sư từ phúc phái về Hiện giờ chuyện của địa phủ Và Yêu Sơn đều xong cả rồi Chỉ còn mỗi cấm thuật kia nữa thôi Đáng tiếc tất cả mọi chuyện cuối cùng Đều thua lại cây cấm thuật này Nhìn biểu cảm bối rối của Phó Khương cô bên đồn điên nói với hắn Rốt cuộc có phải tử phúc Phai người làm vậy hay không Cái này Còn cần phải nói sao Nếu đại phương sư tử phúc không ra mặt Sao ta có thể làm ra chuyện lớn như vậy chứ Phò Khương hơi chút mỉm cười Lại nói tiếp Vô duyên vô cớ Ta lại phải đi cân bằng mối quan hệ giữa yêu sơn và địa phủ Làm cái gì Ta chỉ là một phương sĩ thủ kho còn con Trước ra đại phương sư tử phúc lấy đầu ra can đảm và giã tâm lớn như vậy đây đều là do đại phương sư tử phúc bày miêu đặt kế nhìn dáng vẻ ngô miễn trầm mặc không nói phò khương đột nhiên phá lên cười hắn vừa cười vừa nói <cười> vậy sao ngươi không nói chuyện ta vì mấy chục vạn âm binh mà làm loạn địa phủ bây giờ vị diêm quân kia không như không cảm kích ta đã đưa hắn ngồi lên vị trí chủ nhân địa phủ ngược lại còn muốn tìm ta đòi lại mấy chục vạn âm binh bọn chúng đều đã bị ta cống nạp vào cấm thuật lấy đâu ra mà trả nữa không còn cách nào nữa ta chỉ có thể ẩn thân lên yêu sơn kết quả chính là như vậy nói đến đây phò khương hơi dừng một chút rồi lại tiếp ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh đại phương sư phản bội sư môn đã là không đúng không thể nào sai càng thêm sai nhưng chuyện ta làm Đều là ta tự mình làm ra Không có bất kỳ liên quan gì Đến đại phương sư tử phúc Người đoán ta Có tin không Ngồi bên lạnh lùng nhìn phó khương Tiếp tục nói Sau khi chuyện của người kết thúc Ta ắt sẽ đi tìm về đại phương sư kia Đối chất rõ ràng Xem đồ đệ giỏi mà ông ta dạy ra Lâu này Ánh mắt phó khương nhìn ngô miễn Bỗng trở nên kỳ quái Hắn đột nhiên cười một tiếng nói đây là ý tưởng của ngươi Và quy bất quy nghĩ ra sao Chịa mùi rùi về phía đại phương sư Ngộ miễn Hôm nay ngươi có chút không bình thường Thuật pháp của ngươi thật sự Đã tìm về được rồi ư Ngươi đoán xem Ngồi bên cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói Không thì hay là đánh cược một phen Ngươi thử ra tay xem nào Bất kể thuật pháp của ta Đã tìm về hay chưa Thì ngươi cũng đều không cần phiền não vì những gì vừa nghe nữa Chỉ có hai kết quả Hoặc là ngươi chết Hoặc là ta đi đời Đơn giản thế thôi Nhờ đến vừa rồi Bản thân thiếu chút nữa Đã bị chàm côn chọc chết Phó Khương Vân Không co gan thử thêm một lần Tuy rằng hắn thông minh hơn người Nhưng mà chuyện pháp khí Tự mình có ý thức Biết tự xuất thủ chế ngự kẻ địch như vậy Thì vẫn vượt ngoài dự liệu của hắn Thế là Phó Khương lại khẽ mỉm cười Nói với Ngô Miễn Ta coi như thuật pháp của Ngô Miễn tiên sinh Đã trở lại Thì Trần Vân nên ngoan ngoãn đợi ở đây thôi Lúc nào trở về Ta sẽ tự mình quay lại cây hố kia Người đã lãng phí Một cơ hội tốt Ngô Miễn chỉ vừa cất tiếng cười lạnh Chưa kịp nói thêm gì Thì chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên giọng nói Của Quy Bất Quy Hồ Lê sắp sửa bắt đầu rồi Chuẩn bị một chút rồi ra ngay thôi Nhân sâm mà Để tôi không được dình ở cửa sổ đâu đây nha Người kia mặt mũi tính tình khó chịu Đừng để đến lúc mọi chuyện không ra đâu vào đâu Thì lại bắt người ra chút giận đấy Nhân sâm bọn ta Cũng muốn nghe lắm ấy Chỉ sợ lúc ấy các người phòng bế phòng tân hôn lại Thế thì nhân sâm bọn ta Còn nghe được cái đếch gì Nghe thêm mấy người bên ngoài Nói cười vui vẻ đi đến Ngồi biến vào pho khương Mới khôi phục lại vẻ bình thường Lúc sau cửa lớn mở ra Quyền bất quỳ dân theo hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Cùng với hai con yêu quái tiến vào Nhìn lại hai người ngồi trong phòng Quy bất quỳ cười khà khà Nhìn ngô miễn nói Cơ hội tốt như vậy Ông giả ta còn định là về đây nhặt xác Không ngờ ngươi Là vấn đề cho hắn tồn tại hả Ngồi bên liếc mắt Nhìn ông giả nói Đúng là ta không ngại trong hôn lễ thấy máu Nhưng dựa vào đâu Mà muốn ta kết liễu hắn Đúng thế Ông trẻ Lần này ông đây đứng về phía ông Bạch vô cầu nghe thế Thì nói leo một câu Hơi dừng một chút hắn lại tiếp Hôm nay ông làm đám cưới Chưa đợi bãi đường thì ông Đã giết chết một người trước rồi Biết chuyện thì đều hiểu đây Là một thằng đàn bà không biết xấu hổ còn ai không biết thì lại tưởng ba người ông Níu Nhi Với cái thằng lại cái này Có bí mật gì đó không thể để cho ai biết Trước khi ông bay đường Đã giết chết cái tên cắm sừng ông Mấy lời này còn chưa dứt Đã thấy một ánh chớp loang loáng xẹt qua Tràm côn từ lúc nào Đã ở ngay dưới cảm bách vô cầu Tình huống gần như giống hệt lúc thanh kiếm ra tay với phó khương Trước đó Mùi kiếm nhắm ngay vào yết hầu tên thô lỗ Bất cứ lúc nào Cô có thể đưa hắn vào chỗ chết Lúc này Trương Kiên Ngô Miễn hai lần Thi triển trường kiếm xuất thủ Chứ không sử dụng thuật pháp Phò Khương bất chợt khen nhíu mày Để mặt ông già ta đi quê bất quy tươi cười cợt nhà Đi tới kéo bách vô cầu Ra khỏi mũi kiếm chạm côn Rồi lại cười hì hì nói với Ngô Miễn <laughs> Người nói xem Người đi chấp với thằng ngốc này làm cái gì Thôi thì cho ông già ta chút thể diện Có gì cứ để qua hôm nay Rồi nói sau Ngày đại hỷ đừng để thấy máu Trong lúc quỳ bất quỳ đánh tiếng khuyên can Lê Bộ thường thư đảm nhiệm Việc tiếp khách ngày hôm nay Đầy cửa bước vào Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Thì đứng sững cả ra Mấy nhân vật như thần tiên này Sao mà lại cũng trở mặt với nhau Như đám dân đen bình thường thế Vừa rồi trước khi vào cửa còn nghe thấy cái gì mà cắm sừng các kiểu Hoa già thần tiên trên trời cũng giống như dân chúng bình thường đều có chút chuyện xấu hổ không thể nói rõ được sớm biết vậy thì đã không sốt sáng vội vàng chạy đến đây mời người lê bộ thượng thư vừa đầy cờ bước vào thì đã hối hận xanh cả ruột lúc này cũng chỉ biết cười gượng một tiếng Định đọt nói ê giờ lành đã điểm mời tân nhân bước ra lễ đường trưởng công chúa đã ra ngoài rồi Chỉ còn chờ tân lang ngài nữa thôi Nhưng lời này xem như đã cứu bách vô cầu Ngồi bên hờ lạnh một tiếng Rồi thu lại chạm côn Cần bước đi theo lấy bộ thường thư Ra khỏi phòng Bạch vô cầu toát một thân mồ hôi lạnh Vẫn không chịu phục Thấy ông trẻ của mình đã đi khỏi Hắn mới quay lại Đó với quý bất quy: Ông đây nói sai cái gì chứ Ông già Ông đây chỉ muốn tốt cho chú của cha thôi Nói trở mặt là trở mặt ngay được Hắn còn chưa nói xong Quỷ bất quỷ đã nhảy trồm lên bưng kín miệng của thằng con trai ngốc nhà mình lại Nói Còn đợi y quay về Bổ ngươi nữa phải không hả Đừng nói quảng nói xiên nữa Hôm nay cái miệng của ngươi ăn mắm ăn muối gì đấy. Còn nói bậy nữa Thì hôm nay Người thay máu chính là ngươi đấy biết không hả Quỷ bất quỷ vừa khuyên vừa dọa Cuối cùng cũng làm Bách Vô Cầu im miệng lại Rồi ông già cười tùm tìm Quay đầu nói với Phó Khương Còn đứng phía sau Đi thôi, ăn tiệc nào Bè con người may mắn đây Theo luật lệ đại tống Từ tù được cấp 20 quan tiền mua thức ăn Cài ngục khấu 7 trừ 8 Công cô chả còn lại mấy Mà ngươi thì lại được ăn hẳn ngự yến Lột xuống dưới kia Còn có thể chém gió Khoe khoang với đám cô hồn dã quỷ hỏi các ngươi trước khi đi đã được ăn cây gì Đồng thích chân ta được ăn ngự yến đây phò khương cười khổ một tiếng đáp Đã tả quy lão tiên sinh đã cho ta trước khi chết còn có may mắn được nếm thử mỹ vị trong ngự yến quy bất quy cười khà khà nói <laughs> Khai khi làm cây gì ăn ngon đi rồi lúc sau xuống dưới lại báo mộng cho ông già ta đợi đến đầu thất của ngươi Ông già ta lại cúng cho ngươi Một bàn ngự yến nữa Làm nhân ra Hôm nay là ngày đại hỷ Chúng ta miên bàn đầu thất Với cả đồ cúng gì đó đi Lúc này Tôn Tiểu Xuyên vui cười tinh nghịch Thò lại gần góp lời Hơi dừng một chút Rồi tiếp tục nói với ông già Cẩn thận hôm nay Xảy ra chút xíu chuyện gì không xuôi Tần làng lại chút hết cân giận lên đầu lão nhân ra ngài đấy Tiểu xuyên người nói chí phải Ông già ta ngông cuồng rồi quy bất quỳ cười to một trận Lại nói tiếp Đi thôi Mọi người cùng nhau đi uống rượu mừng nào Hôm nay thiên tử Làm chủ hôn Tiệc cưới chia thành hai khu trong ngoài Hoàng đế, hoàng hậu Và vương công quý tộc Đều ở trong nội đường dự lễ Trung quan viên từ nhị phẩm trở xuống Ngồi ở ngoại đường Phần đầu hồi ngàn giữa đã được dỡ bỏ từ trước Thuận tiện cho khách khứa trong ngoài Chương kiến nghi thức thành hôn Ngồi bên đi theo lễ bộ thượng thư Dẫn đường bước lên lễ đài Trông thấy tần làng xuất hiện Mấy vị văn võ bác quan Mới vừa hồi kinh Khỏi bê gió ngọn nguồn bắt đầu xôn xao Tần làng đúng là Một tên công tử bột Tôi đến động phòng Cần phải cố gắng hơn Sớm sinh được một cậu con trai béo tròn nhận bệ hạ làm ông nội đuôi mấy vị võ quan này đều là tướng quân được phái ra khỏi kinh đô đi chấn thủ các nơi nghe nói hoàng đế chủ hôn triều vương gả con gái mới tò mò chạy đến xem náo nhiệt mấy người này ở bên ngoài đều là thổ hoàng đế tung hoành một phương cảm thấy dù sao cũng là tân hôn không phân lớn nhỏ nói vài câu dung tục câu không có gì to tát mà đây vẫn là bọn họ đang để mặt hoàng đế mà kiềm chế lại Trừ lúc tham dự hôn lễ trong khu vực quản lý của mình Chuyện dung tục bị ổi Gấp 10 lần thế này Bọn họ cũng đã trải qua rồi Nào ngờ đâu Lần này đâm phải cây ván sắt Chào lúc ngờ mấy võ quan đang ồn ào nói bậy Tần làng đứng ở trên đài Đột nhiên quay về phía bọn họ Hừ lạnh một tiếng Sau đó trên bầu trời Đột nhiên vang lên tiếng sấm rền Rồi bọn đạo thiên lôi khô khốc Bổ xuống đánh uỳnh một cái Không nghiêng không lệch dáng thẳng vào bàn tiệc của mấy tên võ quan cả đám người đồng thời bị xét đánh chúng ngã lăn ra đất co giật không ngừng thế là mấy kẻ lắm mồm a dua đều bị dọa cho cầm như hến hết thảy khai khứa đều tái mét cả mặt mà nhìn tân lang trên lễ đài mà pho khương đang bị bách vô cầu năm giây thần keo đi thì lặng lặng quan sát quy bất quy đi phía trước mình vừa rồi lúc thiên lôi đánh xuống hắn tận mắt nhìn thấy ông già này đã làm một pháp quyết Hiện trường lặng ngắt một vài giây Lúc này triệu vương Mới sai người Dìu mấy vị võ quan bị thiên lôi đánh cho chết khiếp Đi ra ngoài chữa trị Tuyên bố rằng mấy vị tướng quân uống quá chén Bất cần bị ngã Có điều trận xét vừa rồi Đến cả hoàng đế cũng nhìn thấy rõ Đều thừa hiểu đây Là kết cục của việc An nói số sàng Chọc giận lão thần tiên Nhưng mà tân hôn không phân lớn nhỏ Khanh nói vài câu tùy tiện Không lễ phép cũng là chuyện bình thường Vậy có thế mà đã phải chịu xét đánh Thì tân lang này Cũng không khỏi nhỏ nhen quá rồi Cuối cùng vẫn là Lê Bộ Thượng Thư chủ trì hôn lễ Lên tiếng nói vài câu Ngày lành tháng tốt Duyên trời tác hợp linh tinh Đối phó cho qua Lâu này tân đường một thân hỷ phục Đầu đồi khăn trùm đỏ thẫm công đường hỷ nương và nha hoàn dịu đỡ bước lên lễ đài. Vô gì lúc này, dưới đài sẽ lại có người ồn ào, nói vài câu đùa dẫn. Điều mới vừa rồi, có bài học của mấy vị võ quan. Mọi người ai nấy đều thận trọng, ngồi thật nghiêm chỉnh không dám ăn nói linh tinh. Thế là ngày đài hỷ, vốn nên xôn xao náo nhiệt, lại trở nên có chút ngượng ngùng sống sượng Lê Bộ Thượng Thư phải căng ra đầu tiếp tục chủ trì hôn lễ một chàng nhạc lễ vang lên Hôm nay hoàng đế làm chủ hôn Sau khi đọc xong diễn văn Theo quy tắc Thì đôi tân nhân phải hướng vào nội đường quỳ lại hoàng đế Đời thiên tử đứng dậy Nói vài câu chúc phúc Xem như xong Sau đó mở đến nghi thức bái thiên địa Bái cha mẹ Phu thê giao bái Có điều vừa rồi sau khi tận mắt chứng kiến Mười viên đại tướng của mình bị xét đánh Hoàng đế bắt đầu thấy do dự Thế là vội tìm tiểu thai dám truyền lời trực tiếp miễn luôn ghi thức quỳ lại thiên tử đến thẳng giai đoạn tam bái là được ngay lúc lễ bộ thượng thư chuẩn bị mời triệu nguyên hảo và quy bất quy lên đài tiếp nhận lễ bái của đôi tân nhân bầu trời vốn đang quang đắng đồ điên âm u tối sầm lại tiếp đó là cuồng phong gào thét sớm dền xét rạch không ngừng cơn địa thể thiên lôi sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào mọi người trên đài dưới đài đều hoảng sợ mà nhìn vị tân lang ngày hôm nay. Bỗng lo ngay ngáy không biết là ai, lại nói gì chọc phải y rồi. Lê bộ thượng thư, là bà lắp bắp, đang định cầu xin tân lang thu lại phép thần thông. Quỷ bất quỷ đã bước lên đài, đột nhiên xoay người hô lên với hoàng đế, đang ngồi ở nội đường. Bệ hạ, có yêu nhân tìm đến muốn hại ngài. Mong bệ hạ mau chóng, di giá tránh đi, không thể ở lại đây lâu được. Nghe thấy ông già nói vậy Nội đường ngoại đường đều loạn hết cả lên Một vài quan viên cấp thấp Đứng gần cổng đã bắt đầu chạy ra khỏi triệu vương phủ Hoàng đế không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng cũng nhanh chóng Được các thị vệ hộ tống vội vàng Chạy ra hướng cửa sau Lúc này triệu vương phủ đã loạn cào cào Hướng cửa sau cũng rất nhanh Đã bị chen trúc kẹt cứng Đám thị vệ và hoàng đế Chem bay mấy tên quan viên chắn đường Trong hoàng loạt tiếng hô nhường bệ hạ đi trước bảo vệ hoàng đế đại tống triệu hằng rời khỏi triệu vương phủ cùng lúc hoàng đế hoàng hậu chạy đi khoảng không phía trên triệu vương phủ đồ điện xuất hiện dày đặc cả trăm bóng người mấy người đi đầu trong số đó đúng là quảng nhân quảng nghĩa và quảng tín thuộc lớp chữ quảng ngay sau đó hòa thượng đầu chọc quảng hiếu cũng xuất hiện bên cạnh quảng nhân từ trên cao nhìn xuống thầy hoàng đế đã rời khỏi triệu vương phủ Mấy người lớp trước quảng Mới đáp xuống lễ đài Bảo vệ Lê Ngô Miễn và Triệu Văn Quân Đã sợ đến run dày không ngừng Ngạch tạc Ngô Miễn Chuyện người câu kết với Đồng Thích Trấn Lên dấu cấm thuật đã bài lộ Đại Phương Sư nổi giận Phai bọn ta đến bắt người về Quảng nhân lạnh giọng Nói xong mấy câu Mấy người bọn họ lại không dám ra tay ngay Thời gian qua thuật pháp của Ngô Miễn Tiến bộ vượt bậc Thấp thoáng đã hiện ra khí Của thiên hạ đệ tam Chỉ xếp sau tử phúc tịch ứng chân Tuy rằng quảng nhân có bản lĩnh khắc chế Thuật pháp của y Nhưng đối mặt với thành pháp khí chạm côn Vẫn là một chuyện khiến đại phương sư Tóc bạc hết sức đau đầu Mấy người bọn họ ai nấy Đều có lòng riêng Đều muốn để cho người khác ra tay trước Rồi mình ngồi không Làm ngư ông đắc lợi Thấy mấy người không ai chịu động thủ Phò Khương ở trong góc đột nhiên hồ lên thuật pháp của Ngô Miễn mất rồi Y chỉ có thể điều khiển chảm côn Lâu này là cơ hội trời ban đấy Còn chưa ra tay đi Cái thằng đàn bà kia Người ấy tìm chết phải không Bách vô cầu tức giận gào ẩm lên Vùng tay chụp cổ phó hương Đang muốn vặt đầu hắn xuống Thì giữa đám khách khứa Đang sợ run như cầy sấy Đồ nhiên có mười mấy người lao ra Bọn họ đều biết làm ảo thuật Từng người biên ra các loại pháp khí cầm chặt trong tay nhà về phía đám người Bách Vô Cầu Quy Bất Quy Và Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên Bạch Vô Cầu Người đừng giết hắn Lúc này Quy Bất Quy trong lúc dối danh Vẫn hồ to một tiếng ngăn cản Bách Vô Cầu Nhưng kỳ quá chính là Ông già cũng không hề động thủ Mà chỉ tiến đến bên cạnh tên thô lỗ Điện hắn đánh bay nhóm phường si Đang lao đến đi Phò Khương vốn đinh đinh rằng Mình chết chắc rồi Lúc này cũng không bởi vì được tha bổng Mà cảm thấy may mắn trai lại hắn bày ra vẻ kinh ngạc Mà nhìn quý bất quy Vừa nói tha mạng cho mình Một ý nghĩ cổ quái Bất chợt loay lên trong đầu Hắn lập tức không tự chủ được Một miệng thốt ra Người mới là ngô miễn Người trên đài là quy bất quy Quy bất quy liếc mắt nhìn phó khương Sau đó Giọng nói và ngữ điệu cất lên Đã xảy ra biến hóa cực lớn Miệng ông già lại phát ra giọng nói của ngô miễn còn có bất ngờ khác cho các người nữa Nhưng vào lúc này Trên lễ đài cũng đã xảy ra chuyện Tuy có lời mách nước của Phó Khương Nhưng mấy phương sĩ Vẫn không dám có hành động thiếu suy nghĩ Cuối cùng vẫn là quả nghĩa Thời lúc ngô miễn thiếu cảnh giác Bất hình lình vọt qua Bà Lê Vịt Tân Đường đang sợ hãi không biết làm sao Kéo về bên này Ngô miễn Thế từ hai kiếp của người Đang ở trong tay ta Còn không máu bó tay chịu trói quảng nhân vừa nói vừa xốc tấm khăn trùm đầu của tân đương lên lúc nhìn thấy tướng mạo tân đương hắn thoạt tiên tỏ ra sừng sốt sau đó quay sang nói với quảng nhân đây là triệu văn quân sao Thư đảng ta đeo trên cổ không phải tụ linh thạch mà nhỉ nghe hắn nói Mọi người lớp trước quảng còn lại đều đưa mắt nhìn sang vị tân đương kia tuy rằng người này có nét tương tự như triệu văn quân nhưng trên người lại không nhìn ra khí chất của người được hoàng đế Thân phong là hòa thọ trưởng công chúa Hơn nữa Dù trên cổ nàng ta cậu đem một viên đá Nhưng lại không phải tụ linh thạch gì cả Chỉ là một khối vàng khắc Nhìn qua rất giống tụ linh thạch mà thôi Lâu này Câu nói của Phó khương chuyển tới Trên đài không phải ngô miễn Các người trúng kế rồi Ngày lúc Phó khương hô lên Chàm cột đất từ sau lưng ngô miễn xuất hiện Bay thẳng về phía quảng nhân Cậu lúc đó nằm nhân tóc bạc Đứng trên đài Công thi triển phá không Nhắm vào Quảng Tín và hòa Thượng Quảng Hiếu Vì có lời nhắc nhở của Phó hương Nên Quảng Hiếu đã đề cao cảnh giác Trước khi Ngô Miễn có động tác Hắn đã lùi về bên cạnh Tân Nương Theo một tiếng vang lớn Quảng Tín bị phá không đánh bay đi xa Quảng Hiếu hét to Người là quy bất quy Chúng kế rồi Người ở dưới kia mới là Ngô Miễn Bạn lấy lao giả này trước Không thể để ông ta có cơ hội phục hồi thuật pháp hắn vừa nói vừa cùng với quảng nghĩa lao vọt về phía ngô miễn để lại quảng nhân quần thảo với chạm côn lúc này trong tay ngô miễn đã thủ sẵn một cái chữ kim nhìn thấy quảng nhân quảng hiếu nhào về phía mình ông già hét to một tiếng ông già ta đồng quy vô tận với các ngươi trong khi nói ông già đã lại lần nữa cao hai tay nhắm về phía hai người lớp chữ quảng tuy rằng sau lần này Bản thân Ngô Miễn sẽ bị thoát lực Nhưng mà hai người Quảng nghĩa quảng hiếu câu sẽ không có được kết cục tốt hơn Thế là hai người vội vàng Lách mình tránh khỏi đường đi của phá không Mà cùng lúc bọn họ tránh đi Ngô Miễn đã giơ canh tay lên Lại xoay người bỏ chạy Về phía bách vô cầu Quỳ bất quy Người tưởng mình thoát được sao Quảng hiếu sau khi nhận ra mình Bị ông già chơi khăm Tức giận gầm lên rồi lại lần nữa cùng với Quảng Nghĩa Nhau tới đuổi theo bóng dáng ngô miễn giả Mà thêm mình khó lòng thoát khỏi bàn tay Hai người lớp chứa quảng Tần lăng tóc bạc đột nhiên hô to cả người còn ở đó xem trò nữa hả Còn không mau ra tay đi Ông cáo giả Tôn Gia Gia không phải đang chở người Dẫn hai tên đó lại đây sao Tôn Điều Xuyên bật cười ha ha Rồi rút cây gậy gỗ Trong đống quà cưới ra Đứng tại chỗ lắc mình một cái tôn chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy nhanh mắt biến thành tề thiên đại thánh tôn vô bệnh con khỉ to xác này vung vầy cây gậy gỗ trong tay lơ vỏ gô bên ngoài theo từng vòng chuyển động mà bong chóc ra để lộ trong lõi là cây gậy đá tinh màu đen bóng cùng lúc này liêu hì ở bên cạnh công thay đổi tướng mạo biến thành đại yêu bách cương toàn thân đen nhánh bạch cương lật lòng bàn tay từ hư không biến ra thanh yêu đao của mình Cầm trong tay rung lên một tiếng Đều hiện ra cả đi Đưa đám phương sĩ này Đi đầu thai hết Theo tiếng hô hào của Bách Cương Đội nghi trường hộ tấm ngô miễn Quỳ bất quỳ trước đó Công từ bên ngoài vọt vào Đám người lột bỏ lớp ngụy trang Thế mà đều là yêu quái dưới trướng Bách Cương Những yêu quái này Vẫn đã sống nhiều năm ở nhân gian Bên cách làm thế nào Loại bỏ yêu khí trên cơ thể mình Thế cho nên Đều không bị đám phương sĩ Quảng Nhân phát hiện ra sơ hở Trông thấy mấy trăm yêu quái xông vào Quảng Nhân biết mình Vẫn bị chung kế ngô miễn quy bất quy Lần trước đồng thích trấn Đi vào phủ đề của hai người hai yêu Không thấy trở ra Bởi vì cố kỵ bản lĩnh của ngô miễn Và Quảng Nhân Không dám tùy tiền chạy đến thăm dò Cùng bài là mùa buồn mệnh của đồng thích trấn Để lại chỗ ông ta Chưa bị bốc cháy Chứ toàn người vẫn còn sống nếu đoàn điều vậy Thì thời cơ tốt nhất để ra tay cứu người Chính là hôn lễ của Ngô Miễn Và Triệu Văn Quân ngày hôm nay Tuy rằng Quảng Nhân Cũng hoài nghi Ngô Miễn đã mất thuật pháp Nhưng Đại Phương Sư Tóc Bạc Vẫn không dám chủ quan Ông ta vận dụng chút thủ đoạn Khiến cho nhóm phương sĩ Quảng Nghĩa Quảng Tín còn ở lại đất liền Truy sát tội đồ tin tưởng rằng mình Có được pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc Yêu cầu bọn họ trợ giúp Quảng Nhân truy bắt Ngô Miễn vốn tưởng rằng mang đến cả trăm phương sĩ hơn nữa còn có sức mạnh của bốn nam nhân lớp chữ Quảng thì công đủ đối phó với Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nào ngờ bọn họ thế mà lại mời chúng yêu của Bách Cương và bán yêu tôn vô bệnh đến giúp sức bài yêu của Bách Cương thì thôi không nói nhưng tôn vô bệnh thật sự là bài toán hóc búa đối với bọn họ còn khi này không chỉ đau thương bất nhập Thuật pháp vô dụng Còn sở hữu cây gậy đá tinh Uy lực kinh người Một khi vùng gậy lên Cho dù là người lớp chữ quảng Cô không dám tiến tới Lúc này tôn vô bệnh vọt đến chỗ quảng nhân Vùng cây gậy qua xuống vị đại phương sư này Quảng nhân không dám đón đỡ Chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi Cô bài lúc này Ngồi mẹ đã thu hồi chàm côn Quay về tự vệ Mời khiên cho quảng nhân không rơi vào thế hai mặt giáp công trước kia quảng nhân đã từng chạm trán tôn vô bệnh còn bị con khỉ này một gậy quật ngã tuy lúc ấy là do chủ quan khinh địch mà ra nhưng về sau trong lòng vẫn hình thành ám ảnh đối với vị tề thiên đại thánh này một lần nữa đôi đầu cùng chỉ tự vệ là chính gần như không dám manh động cứ như vậy đại phương sư tóc bạc dường như là bị tôn vô bệnh đè đầu ra mà đánh chỉ trong thời gian chốc lát mà Quảng Nhân đã bị ép cho không thở nổi Bây giờ bên phía Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu cũng không khá hơn là bao Tuy rằng hai người bọn họ đều không thèm để Bách Cương vào mắt nhưng vị yêu vương tiền niệm kia mà điên lên thì cả hai cũng nuốt không trôi Lâu này tên thổ lô đã giao lại phó khương cho quy bất quy trông giữ Bản thân hắn thì xé áo để mình trần Gập lên một tiếng làm về phía Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu trung phương sĩ thì có trận pháp khắc chế yêu quái mặc cho mấy đại nhân vật lớp trước quảng rơi vào thế hạ phong các phương sĩ lại vẫn liên tiếp đánh lùi bảy yêu quái không mất bao lâu mấy trăm con yêu quái đã bị một trăm phương sĩ em cho phải lui về cố thủ bên cạnh ngô miễn quy bất quy không còn cách nào khác quy bất quy lúc này đã biến trở về dáng vẻ của mình thêm mà lại trợ giúp bảy yêu đi đối phó với đám phương sĩ Thấy trận pháp của mình Không ngừng bị ông già này phá giải Trùng Phương Sĩ tức giận chửi ẩm lên Quỳ bất quỳ được mấy giây dành tay Cũng đáp trả mấy câu Trong lúc sống còn Ông già ta còn quản được Là người hay yêu Vậy lại ai là Phương Sĩ hả Ông già ta sớm đã bị đa ra khỏi môn phái rồi Thế là chúng Phương Sĩ Lại rằng co với bầy yêu Có quỳ bất quỳ hỗ trợ Đám yêu quái mới miễn cưỡng Coi như ngang cờ với phương sĩ Có điều mấy người lớp trước quảng Thì không may mắn dễ thở như vậy Quảng hiếu điền ra tình hình bất lợi Đã chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào Quảng nhân thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh Nếu còn không chạy đi Thì không lâu nữa Sẽ thọ thương dưới cây gậy đá Của con khỉ đột này mất Đông ngày vào lúc này Giờ không khi đột điên vang lên Một tiếng hô to Ngộ miễn Người anh nhìn xem đây là ai cậu với tiếng nói Hòa sơn tóc đỏ dẫn theo một cô nương ăn mặc như nha hoàn Xuất hiện trước mặt mọi người Trên cổ nha hoàn đeo một sợi dây Trên dây gắn một viên tụ linh thạch Màu vàng nhạt Người bị hòa sơn dẫn đến Chính là Triệu Văn Quân Cài trang thành nha hoàn Sáng sớm hôm nay Nàng đã bị quê bất quý đưa đến một chỗ nhà dân Ông già không dám nói cho Triệu Văn Quân biết Tình hình cụ thể chỉ nói hôm nay Nàng sẽ có một đại nạn Muốn hoa giải Thì chỉ có thể ở lại đây Nghỉ ngơi một ngày Trước khi trời tối ngô biển Sẽ đến đón nàng đi Sau đó Hai người sẽ bái đường thành thân chung sống Quỷ bất quỳ dặn dò kỹ càng trưởng công chúa Ở yên tại chỗ Đừng đi lại lung tung Rồi vội vội vàng vàng rời đi Vốn quỷ bất quỳ Còn để lại hai nha hoàn Cùng ở lại trông coi triệu văn quân Tranh cho nàng lén chạy ra ngoài Bị đám người quảng nhân phát hiện Lúc đầu Triệu Văn Quân cũng nghe lời ông giả Ở lại nơi này chờ nam nhân tóc bạc đón trở về Trường công chúa ở đây Không có gì gò bó Chỉ cần nàng không đi khỏi Thì hai nhà hoàn cũng không thúc ép khó khăn gì Chờ mai đến lúc gần trưa Ngoài cửa truyền đến tiếng người nói chuyện Là mấy người dân đi xem náo nhiệt Bọn họ đang bàn luận Về cảnh tượng hoành tráng Lúc ngồi miễn đi đến triệu vương phủ đón dâu còn nói hoàng đế cùng với hoàng hậu Cùng địch thần đến triệu vương phủ Khiến cho triệu văn quân nghe thấy Mà bắt đầu luống cuống Thế là văn quân tiểu thư Vội vàng dò hỏi hai nha hoàn Rốt cuộc tại sao lại nốt mình ở đây Có điều hai tiểu cô nương này Cũng không biết là gì cả Hai người đều là do ông già cậy nhờ lưu hỷ Tìm hiểu cặn kẽ Rồi đưa tới trông coi hầu hạ triệu văn quân Cả hai không thể nói rõ chuyện là thế nào chỉ là quy bất quy căn dặn rất kỹ Không được để vị tiểu thư này ra ngoài Bọn họ cũng chỉ là người Được thuê đến để làm việc mà thôi Lúc này Triệu Văn Quân Bắt đầu suy nghĩ miên man Nghe ra một loạt mấy cái kịch bản Càng lúc càng cảm thấy đây Là âm mưu của quy bất quy Nhận định là ông già này Đã tìm người thay thế mình Thành thân với Ngô Miễn Để lúc đó thì phong hào trưởng công chúa của mình Cùng với vị phu quân Mà mình không bao giờ muốn mất đi Đều sao phải chắp tay Nhận cho người khác Triệu văn quân càng nghĩ Càng thấy không ổn Thế là nàng làm bộ muốn ngủ chưa Lên đi thay quần áo Của một trong hai nhà hoàn Sau đó thừa lúc hai người kia đang chuẩn bị cơm trưa Thì nhảy cửa sổ chuẩn đi mất Trở đến khi triệu văn quân Một mình băng đường chạy về vương phủ Mới phát hiện khách khớp bên trong Đang hoang mang hoảng loạn xô đẩy nhau, chen nhau chạy trốn. Lúc này Triệu Văn Quân mới phản ứng lại là mình đã trách nhầm quy bất quy. Nàng lập tức vội vàng chạy về căn nhà lúc trước. Đầu lúc bị hỏa sơn canh giữ bên ngoài vương phủ phát hiện ra. Đại phương sư tóc đỏ vừa nhìn thấy Triệu Văn Quân xuất hiện thì lập tức hiểu ra. Trưởng công chúa bên trong là giả. Hết thảy đều là kế hoạch của ngô miễn quy bất quy. Các vội vàng bắt lấy Văn Quân tiểu thư dẫn theo nàng đi vào vương phủ Lâu này Mọi chuyện trong vương phủ Đã ở thế bất lợi cho nhóm các phương sĩ Trường kiên đam người sư tôn mình liên tục bại lui Hòa Sơn lúc này Mới dùng triệu văn quân ra uy hiếp Ngăn cản đám người Đang không ngừng đấu đá Trong thấy triệu văn quân Ngô miễn lột bỏ lớp dịch dùng trên mặt Lừa mắt nhìn chằm chằm quy bất quy Sang mặt cũng đang hết sức khó coi Đây chính là Tuyệt không sơ hở Mà ông nói hả Lúc này quy bất quy Cũng bắt đầu cuống lên Ông già rời khỏi đám yêu quái Quay lại bên cạnh ngô miễn Nói với Hòa Sơn Tiểu nha đầu này là ai Hòa Sơn người không thể nào Không biết đúng không Con bé là người mà Đại Phương Sư Tử Phúc Đã nói phải che chở Người định dùng con bé Uy hiếp Đại Phương Sư Tử Phúc sao Văn quân này Không phải văn quân đó Người được Đại Phương Sư che chở Tên là Lý Văn Quân không phải triệu văn quân hiện giờ Đã đến nước này Hòa Sơn cũng bất chấp hết thầy Gã đứng tránh sau lưng văn quân tiểu thư Tiếp tục nói với quy bất quy Lê văn quân đã qua đời Nhiều năm trước Quy bất quy người Đi dùng một người khác Đến lập lờ sao Bảo đám yêu quái của các người Dần tay đi Hòa Sơn quan lên một tiếng Lại vẫn không thấy đám yêu quái tỏ về gì Như sẽ dừng tay Đại biệt là vì tề thiên đại thánh tôn vô bệnh kia Trong thấy hòa sơn không chế văn quân tiểu thư xuất hiện Hắn liền biết mọi chuyện e là hỏng bét rồi Trở thấy tôn vô bệnh Từ người thành yêu mà lầm Tâm trí không những không bị thoái hóa Ngờ lại còn khôn danh hơn rất nhiều Tôn hậu tử lập tức Dốc toàn lực Dụng mạnh tấn công quảng nhân Dự định dứt khoát một đoàn bắt lấy đại phương sư tóc bạc Dùng ông ta uy hiếp ngược lại hòa sơn Ép gã thả con tin Quảng nhân vô dĩ Đã không phải đối thủ của con khỉ này Thầy hắn dồn toàn lực tấn công mình Đại phương sư tóc bạc Chỉ có thể cắn răng tranh trái đỡ phải Tình thế bất lợi ngày càng hiện rõ Hòa sơn nhìn thấy tôn hậu tử Không như không dừng lại Mà còn ra tay mạnh bảo hơn Với sư tôn của mình Gà lập tức giống lên Cả người cho rằng ta Không dám làm gì nàng đúng không Cùng lúc nói ra lời này Hoa Sơn đưa tay giật phang viên tụ linh thạch trên cổ Triệu Văn Quân. Sau đó, dùng mũi trường kiếm chế vào giữa lưng nàng. Mũi kiếm đâm vào lưng Triệu Văn Quân. Màu tươi tịt tách nhỏ giọt xuống đất. Lâu này, trưởng công chúa đã sợ hãi đến mức không biết làm sao. Vừa rơi nước mắt, vừa không ngừng xin lỗi ngô miễn. Ta xin lỗi. Ta chỉ muốn trở về gặp chàng một chút thôi. Ta cũng không nghĩ là sẽ gây phiền toái cho mọi người. Tôn hầu tử Người dừng tay lại cho ông Lông này bay vô cầu hóa thành một cái bóng đen Vọt đến chăn giữa tôn vô bệnh và quảng nhân Tên thổ lốt trực tiếp co chân Gạt ngã tề thiên đại thánh Đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối Sau đó quay lại Quan lên với bảy yêu Các người đều dừng tay lại hết Lôi về Quảng nhân Đó với người của người Đã còn nhân cơ hội xuống tay Trong bọn chúng nóng lên thì ông đây cũng không quản được Bây giờ nghe thấy bách vô cầu ra lệnh Gần như tất cả yêu quái đều dừng tay Rút về đứng cùng nhau Đề phòng chúng phương sĩ thừa cơ đánh lại Bọn chúng quay về vây quanh bách cương Chờ lệnh đại yêu sai khiến Hòa Sơn Nếu như hôm nay ta không chết Thì cho dù người có trốn đến bên cạnh tử phúc Ta không sẽ lấy bằng được cây mạng của người An ủi triệu văn quân Ngồi bên lạnh lùng nhìn Hòa Sơn ở đối diện Dừng lại một chút rồi nói tiếp Nhớ kỹ Lần này tử phúc Cô không bảo vệ được ngươi Ta nói rồi đấy Nghe được mấy lời của Ngô Miễn Hòa Sơn chợt thấy sông lưng lạnh ngắt Lúc này Tôn Hậu Tử bị gạt ngã đã trồm dậy Đã muốn đi liều mạng với kẻ nào Vừa gạt chân mình Nhưng sau đó nhìn thấy là tên thô lỗ Bách vô cầu ra chân Cơn giận phừng phừng của hắn lập tức tan biến Đời này tôn vô bệnh kiêng kỵ nhất Chính là vị yêu vương tiền nhiệm này Trừ đó chỉ cần vừa thấy bách vô cầu Là hắn đã không tự chủ được Sinh ra ý niệm muốn quỳ xuống dập đầu Mặc dù đến giờ đã khắc chế được ý niệm đó Nhưng nhìn thấy tên thô lỗ Thì từ tận đáy lòng hắn Vẫn cứ trột dạ không yên Một thân bản lĩnh mà gặp phải bách vô cầu Lại không thể thi triển được một chút nào Thấy sư tôn của mình Đã thoát khỏi tôn vô bệnh Hòa Sơn liền dẫn theo triệu văn quân Đi đến chỗ Quảng Nhân Thế trên người đại phương sư tóc bạc Có vài chỗ xây sát ga vội giao triệu văn quân lại cho phương sĩ khác trông coi Còn mình thì chạy đến che chắn trước mặt Quảng Nhân Tranh thủ thời gian cho sư tôn mình Nhanh chóng hồi phục Đồng thích chấn Người lại đây Khi đã không còn tôn vô bệnh đè nặng Hoàng nhân lúc này mới có dịp nghỉ lấy hơi Ông ta thở hồn hển mấy cái Rồi tiếp tục nói với Phó Khương Hiện giờ các phương sĩ chúng ta Đều cho ngươi điều khiển Vô gì nhóc nhậm tam Còn có ý định không chế Phó Khương Dù hắn trao đổi triệu văn quân Nhưng thằng nhóc Còn chưa kịp ra tay Đã bị quy bất quy ngăn lại Nhân sâm Ngươi đừng cản hắn Để hắn qua đó đi Đồng thích chấn nạ à? Hôm nay coi như người may Đội hòa thọ trưởng công chúa lại đây Ông già ta sẽ thả các người đi Phò Khương hết sức thận trọng Đi đến bên cạnh Quảng Nhân Sau khi xác nhận mình đã an toàn Hắn mới thở ra một hơi thật dài Sau đó Nhìn về phía ngô miễn quỷ bất quỷ nói Quỷ lao tiên sinh ngài cứ yên tâm Văn quân tiểu thư Là người được đại phương sư tử phúc che chở Đại phương sư hòa sơn chỉ cùng nàng đùa dỡn chút thôi Sao có thể thương tổn nàng được Chỉ cần ngô miễn tiên sinh Đi theo bọn tam bộ chuyến giúp đỡ chút việc nhỏ Cảm đoàn sẽ trả lại các vị Một văn quân tiểu thư hoàn hảo Không tổn hao gì Đồng thích chấn Người là cây đồ ăn cứt mà lớn Cho người thể diện quá rồi phải không Có mất ông đây không Nghe thấy pho khương được voi đòi tiên Bạch vô cầu tức giận mắng là cha người ta đây chôn sống người Có gì thì người nhắm vào ông đây này Cha người đây Bên người liền mình với yêu sơn Giết chết ông đây vừa hay Đúng ý chủ nhân người con gì nữa Nào Con trai ngoan của ta Người đến đây giết quách ông đây đi Hôm nay ông đây mà không chết Thì xem bắn hết 8 đời tổ tiên nhà ngươi Cũng trong lúc này Tôn vô bệnh và Bách Cương Đã dân theo bầy yêu Với ký xung quanh ngô miễn Bất kể thế nào Thì nam nhân tóc bạc này Cũng không thể đến chỗ quảng nhân được Lúc này Trung Phương sĩ đồng loạt dồn về phía bầy yêu Tuy rằng bách vô cầu Vẫn không ngừng quát mắng Nhưng bởi vì Níu Ni Đang ở trong tay bọn họ Tiền thô lô cũng không thể làm gì đám phương sĩ Người không thể qua đó Đi ngô miến sắc mặt tay đi Quy bất quy thấp giọng nói bên tay y Bộ lát ông giả ta Đi đối phó quảng nhân Gây ra động tính lớn một chút Đành cho hắn thọ thương Người nhân cơ hội chạy đi Không thể ra khỏi thành Cũng không thể về nhà Thôi thì đến Hoàng Cung Đi từ Tư Thiên Giám mà vào Tìm một cung điện không người Tạm lanh đi một lúc Chỉ cần người không có mặt Bọn họ cũng không dám làm gì níu nhi đâu Quỷ lao tiên sinh Ngài đang nói gì với ngô miễn tiên sinh thế Trông thấy hai người chụm đầu thì thảo Phò Hương khẽ mỉm cười nói Có phải là đang nghĩ xem Để làm thế nào Để ngô miễn tiên sinh thoát thân đúng không Bây giờ nếu người thi triển phá không Ngăn cản đại phương sư Quảng Nhân Làm nhiễu loạn bọn ta Thì ngô miễn tiên sinh Sẽ có thể thừa loạn trốn thoát được sao Ta nghĩ xem nào Hiện giờ ngô miễn tiên sinh Đã không còn thuật pháp Chạy ra khỏi thành chỉ có đường chết Tốt nhất chính là Chạy vào hoàng cung tìm ở một cung điện bỏ không nào đó mà trốn. Cho dù đại phương sư Quảng Nhân có cất công đi tìm, thì cũng phải mất một chút thời gian. Khỏi biết ta đoán đúng chưa nhỉ? Hai bọn ta đang bàn nhau xem, bắt được người rồi, thì sẽ xử lý thế nào? Quy bất quy cười một tiếng tiếp tục nói. Ông già ta nói là xem mà người đi gặp tử phúc cho một câu trả lời. Là ta nói trực tiếp ném người cho chó ăn Nói ra thì như thế cũng thật khiến ông già ta đau đầu Nghe đến việc người bị chó ăn Thế thì về sau thằng gốc bách vô cầu kia Làm sao yên tâm ăn thịt chó được nữa Thế thì ông đây Cài thịt chó luôn Chó ăn cứt Thì còn cố nhịn được Chó ăn ngươi rồi Ông đây còn ngại thịt chó dơ đấy Bách vô cầu cười to mấy tiếng Giờ tay và cho một phương sĩ Đã áp sát đến gần mình một bàn tay trực tiếp Đánh ngất phương sĩ nọ Mười phương sĩ khác không dám sông lên Báo thù cho đồng bọn Chỉ có thể kéo nhau Khi người bị đánh ngất lùi ra phía sau Điều phương sĩ còn lại Đi vòng qua tên thổ lỗ Tiếp tục áp sát Rồi những con yêu quay khác lùi lại Lúc này Quảng Hiếu lặng lặng đi tới bên cạnh Quảng Nghĩa Thấp giọng nói vào tai người đồng môn cũ mấy câu Lên thấy Quảng Nghĩa Nhíu chặt đầu mày Quay lại nói với đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân Người bắt Ngô Miễn là phụng pháp chỉ của Đại Phương Sư Nhưng còn đồng thích chấn này là sao vậy? Không phải hắn đã chết trong tay ngươi rồi sao? Đây là dịch dung hay là đoạt xá? Người với hắn lại có quan hệ gì? Dựa vào đâu mà muốn bọn ta phải nghe theo hiệu lệnh của hắn? Đồng thích chấn là kẻ gánh tội thay cho Ngô Miễn Chuyện này Đại Phương Sư đã biết rồi Quảng Nhân liếc nhìn qua Hai người Quảng Hiếu Quảng Nghĩa Rồi tiếp tục nói với sư đệ đồng môn của mình Chuyện về cấm thuật Người cũng đã biết Trên đời này Ngoài trừ đài phương sư Thì chỉ có ngô biến có thể sử dụng Ý câu kết với lũ bài hoại trong môn phái Nội ứng ngoại hợp Trộm cấm thuật đi Sau đó đổ hết tội danh này Lên đầu đồng thích Trấn. Không phải thế thì tại sao Đại phương sư lại phải hạ pháp chỉ đối phó với y chứ Tuy là bị Quảng Hiếu nói mấy câu châm ngòi Nhưng lời Quảng Nhân nói ra Không chút sơ hở Hơn nữa Từ trước đó Việc từ phúc xử lý đồng thích chấn Đã có chút mập mờ Nhưng chuyện hắn làm Dù đã bài lộ nếu phải rất lâu sau Mới bị liệt vào sát lệnh So với những phương sĩ khác có tên trong sát lệnh Thì đồng thích chấn được thong thả tự do đến mức Có phần quá đáng Quảng Nghiên nghe được lời giải thích của đại phương sư tóc bạc Mấy lời mà Quảng Hiếu nói Đã không còn tác dụng được gì Lúc này Trung Phương Sĩ đang áp sát bên kia Đột điện bắt đầu rối loạn Nguyên nhân là do bách vô cầu Để thấy sau khi mình Đánh gất một tên Phương Sĩ Nên người còn lại vẫn không dám làm gì mình Huống hồ là dùng triệu văn quân Uy hiếp hắn Hòa thò trưởng công chúa Còn phải dùng để trao đổi ngô miễn Sao có thể lấy ra uy hiếp một vị yêu vương hết thời như hắn được Bách vô cầu nhìn ra lợi thế liền tự mình nhào về phía chúng phương sĩ Chỗ nào nhiều người Thì hắn lao vào chỗ đó Lúc này tên thô lỗ Cùng động chút thủ đoạn Học theo tuyệt chiêu vào miệng của tịch ưng chân Phương sĩ bị bách vô cầu bạt tay liền trực tiếp té xỉu Như vậy không làm chết người Đà phương sĩ sợ chọc giận bầy yêu phía sau Cũng không dám mạnh tay với hắn Trong một thời gian ngắn Mặc dù đám phương sĩ si vẫn còn nhiều Nhưng lại bị bách vô cầu rớt đuổi Chạy loạn khắp nơi Bạch vô cầu Người không bằng tính mạng của trưởng công chúa sao Chứng kiến bạch vô cầu Bắt đầu đánh vào chúng phương sĩ Mấy người lớp trước quảng Lại không dám can ngăn Đồng thích chấn lập tức hét to một tiếng Rồi quay sang nói với phương sĩ Đang không chế triệu văn quân Sư huynh Người để lại chút thương tích trên người trưởng công chúa đi Cho con yêu quay kia biết thế nào là lợi hại Người dám Nghe thấy đồng thích Trấn nói vậy Bạch vô cầu gầm lên Rồi quay đầu lao về phía hắn Trong thời hơn phân đửa số phương sĩ Đều giặt ra không dám tiếp xúc Với tên thổ lỗ Hòa Sơn lại chơ chẽn quay sang Làm tay sai cho đồng thích chấn Dẫn theo các đệ tử của mình Bồ nhà vào bách vô cầu Các đệ tử phía sau Hòa Sơn Bắt đầu kết trận Mấy chùng người dựa vào trận pháp trừ yêu Mà từ phúc để lại Thiên hành vây khốn tên thổ lỗ Trùng phương si còn lại tiếp tục Dồn đuổi áp sát bảy yêu Đối với yêu quái thì không cần phải nói đạo lý Trùng phương si nhân cơ hội này xuống tay Diệt trừ không ít yêu quái Trung thành tận tâm với bách vô cầu Đứng vào lúc này Ngồi bên đó với đồng thích chân Được Ta qua đó Người trao trả triệu văn quân lại đây chàng đừng qua đây đều là ta sai ta không nên bướng bỉnh không nghe lời tự ý chạy về triệu văn quân nhìn ra được chỉ cần ngô miễn bước qua đây là sẽ có rắc rối lớn lập tức vừa khóc vừa tiếp tục nói với y ta là trưởng công chúa đương triều bọn họ sẽ không làm gì ta đâu chàng đừng qua đây một lát bệ hạ và phụ vương sẽ ghi cách cứu được ta chàng không cần đến tự ta gây ra họa không thể liên lụy đến chàng ngồi bên làm như không nghe thấy tiếng khóc não lòng của triệu văn quân y gạt tay quy bất quy bước ra khỏi vòng vây yêu quái vừa đi vừa nói chuyện ta ra rồi các người giao triệu văn quân ra đây ông trẻ ông điên rồi hả ông đi là chết đấy ông già sao cha không ngăn y lại đi để thấy ngô miễn bước ra bạch vô cậu bực bội gào ầm ĩ sau đó lại dốc toàn lực nhà về phía hòa sơn Lông này đại phương sư tóc đỏ Đứng cách hắn gần nhất Không đập chết gã thì hắn không thể nào Nuốt trôi cơn giận này Hòa sơn không thể ngờ Con yêu quái này lại đột nhiên nổi điên Gã chưa kịp trở tay Đã bị bách vô cầu liên tục Em lui về sau Đàm đệ tử của gã nhìn thấy Thì lập tức xông đến chăn trước mặt tên thô lỗ thấy phèm mình người đông thế mạnh Hòa sơn lại nổi lên ý định Kết liễu bách vô cầu Bà linh của con yêu của anh này Chỉ xếp sau tôn hầu tử Để hắn sống trên đời Không khéo về sau Lại phải thua vào tay vị yêu vương hết thời này Cũng chưa biết được Lông này Bay vô cầu của tay Bà lấy một phương sĩ vừa lao đến Hàn vùng người này lên Quần mạnh vào vị trí đám người hòa sơn Trung phương sĩ còn chưa kịp phản ứng lại Thì mấy người ở phía trước Đã bị đồng môn bay qua đập chúng Mấy người đó và cả người bị ném đều bay ngược ra phía sau một trong số đó rơi thẳng vào người hòa sơn may mắn được sư tôn đỡ lại mới không bị ngã văng xuống đất như những người khác nhưng mà lúc hắn ngã vào người hòa sơn thì quả trùy đồng trong tay cũng đánh trúng vào bụng đại phương sư tóc đỏ ngay vị trí trùy đồng tiếp xúc với cơ thể bất chợt phát ra tiếng ngọc đá vỡ nát nghe thấy tiếng động này sau mặt đại phương sư tóc đỏ bỗng trở nên kỳ quái Gà thỏ tay vào áo mình Lần mò một phen Lúc lấy ra Thì đã cầm thêm một mớ đá vụn màu vàng nhạt Món thiên tài địa bảo tụ linh thạch Vô cùng hiếm có Thế mà đã bị đánh vỡ Thành mười mấy khối vụn rồi Cùng lúc đó Triệu Văn Quân vẫn đang khóc lóc khuyên nhủ ngô miễn Bất chợt hét lên Rồi ngã ngửa ra sau Phương sĩ phụ trách trông giữ nàng không kịp phòng bị Vô tình để thanh trường kiếm trong tay Cắt ra một miếng vết thương chảy máu đầm đìa trên lưng Hòa Thọ trưởng công chúa Lâu này Hòa Sơn, Quảng Nhân Và Đồng Thích Chấn đồng loạt Đi vào đống đá vụn trong tay Đại Phương Sư Tóc Đỏ Ba người đều xứng sở Người đầu tiên phản ứng lại Chính là Đồng Thích Chấn hắn nói với thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn Không cần bạn nữa Không thể để ngô miết sống sót Bây giờ Ngô miết công đa nhìn thấy tụ linh thạch Mà Hòa Sơn giấu trong người đã vỡ vụn Triệu văn quân thì ngã gục xuống đất Bất động như đã chết Y đã đấn quay đầu Điền về phía quy bất quy Một ngày được chút gì đó lạc quan Từ chỗ ông già Mà lúc này sang mặt quy bất quy Cũng đã chuyển sắc xám đưa cho tàn Ông già nhìn ngô miễn lắc lắc đầu Có chút khổ não mà nói Hồn phách tan rồi Ngay lúc đó Bông con một phương si chạy đến trước mặt ngô miễn Rồi tay muốn chộp lấy Cổ áo nam nhân tóc bạc ngay khoảnh khắc bàn tay hắn tiếp xúc với thân thể ngô miễn Nam nhân tóc bạc cũng trở tay Đánh vào người phương sĩ nọ Theo một tiếng vang trầm Người nọ tức khắc Hóa thành một màn sương máu tiêu tán vào không khí Hết chương 315 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Chuyện đang đến hồi rất hay Thì là kết thúc rồi Hẹn các bạn vào thứ năm nha